trên đồi có đẹp ghê. Có quá đẹp. Có đây gọi là Đắk Lắk mình gọi là có gì ta? À có Nga. Quá đẹp luôn. Đây là buổi chiều mình đi đi làm về lên thăm cái rẫy điều. Rẫy điều này được mấy hecta đang bên đây thì nó chưa đậu quả, bên đây đồi bên đây thì đang ra hoa thôi. Ra hoa cũng rất là nhiều. Năm nay ra hoa nhiều lắm. Khí hậu năm nay ít mưa mà ít gió nên là chắc năm nay là Đắk Lắk mình là trúng mùa điều. Chẳng hạn như cây đây, này bên này nó đang ra trái trên trái non, trái nhỏ bằng mới bằng đầu ngón tay út thôi. Như những cái điều mà đang trổ hoa như vậy này, mình phun thuốc sâu hoặc là thuốc, nếu mà đặc trị thì mình nên dùng thuốc mà trị côn trùng hút chích như bò xít, rồi mấy loại có cánh cứng. Rồi khi mình phun thuốc đó thì mình nên phun vô gốc cây điều luôn, cho nó phun vô gốc cây điều là để nó trị mối á, nó chống mối á, chứ cây điều nói chung điều nó cũng dễ bị mối lắm. Những cây điều này ở đây nó ra muộn hơn, giờ nó mới đang ra hoa. Điều này của mình nó có cây thì 5 năm, có cây thì 3 năm. Nói chung cũng cho thu hết rồi. Năm ngoái mình cũng có thu nhưng mà không đáng kể. Năm nay thì không biết được bao nhiêu. Chắc như cái điều sợ nhất là gì? Sợ nhất là gió bão là chịu. Gió bão mà trúng cái luồng gió của nó là cây điều sẽ bật gốc hết, đa số bật gốc. Như đây năm ngoái mình bị cơn bão lớn nó ngã một số nè. Nè, cái chàm này là do nó ở trên đỉnh trống nên là ngã nhiều lắm. Ngã thì ngã nhưng mà thôi, cũng mình cũng trồng thêm cái cây. Khi nó ngã thì mình trồng thêm cây con, rồi mình cũng để nó mình ăn được một hai mùa. Sau rồi cây con nó lớn thì bắt đầu mình mới cưa bỏ. Mình ngã nhiều lắm. Được, vừa rồi tổng cái đồi bên đây mình bị ngã mất mấy chục cây, còn đồi bên kia ngã cũng nhiều. Và cái điều nó là nó khi mà nó ngã thì ngã toàn là những cây đẹp không à, thì những cây đẹp tán nó nhiều nên nó bị ảnh hưởng bão nhiều. Còn lại cái bệnh của cây điều thì cũng dễ trị lắm. Ngoài thiên tai là khó trị nhất thì nó trị của nó thì nó chỉ là bệnh thắng thư nè, bệnh bọ xít kích thuốc nè, và bị mối nếu mà mình chịu khó mình phun dưới gốc cây. Chẳng hạn như cái đây là mối nó bò nè, mà vừa rồi mình rắc vôi nên là nó bỏ đi nè. Rắc vôi bột cũng được mấy bạn nè, màu trắng trắng là mình rút rắc vôi nè. Khi mình phun thuốc sâu cho cây đó, thì mình kết hợp mình phun luôn dưới gốc. Thuốc sâu thấy vậy chứ nó không phải là thuốc đặc trị mối, nhưng mà nó trị mối cũng rất là hay. Thì con mối nó khi nghe cái vị hoặc là cái mùi của thuốc sâu là nó tự bỏ đi hoặc nó chết à. Mình mấy năm trước thì mình có một năm mình phun hai lần thuốc mối, nhưng mà mấy năm nay thôi mình vì mình không có công, mình không chuyên về làm nông nên là mình không có công. Mà khi mà phun thì mình kết hợp phun thuốc sâu, mình phun xịt luôn dưới gốc, phục xịt cho nó ướt đậm tí, thế là nó cũng đỡ. Tiếp dưới kia vừa rồi mình chưa phát được cỏ nên cỏ nó rất nhiều, mình không ở dưới kia ngoài bên kia luôn là mình thấy có cái cây nó màu trắng trắng đẹp lắm. Đó, có cái cây nó ra hoa trắng trắng đẹp lắm. Những cái cây điều mà nó càng ở dưới thấp
thì do nó còn độ ẩm nó cao quá nên là nó từ từ nó mới ra hoa. Nó ra hoa muộn hơn là những cây mà ở trên cao. Những cây ở trên cao là nó bị hốc nước, bị khô cằn thì nó mới ra hoa. Thì cái điều á là nó ưa khi mà mùa ra hoa là nó phải cần trung bình là 1,5 tháng đến 2 tháng là nắng khô hạn kìa, nó mới ra hoa đẹp. Nó mới đậu hoa nhiều. Cái đồi của mình thì nó rộng tí. Bên các bạn thấy cái đỉnh bên kia không? Đó, nó theo cái đường viền nè. Của mình là sạch hơn, còn của người ta là họ để cây le rồi nó rậm, của mình là sạch hơn. Cái đây là cũng bị mối ăn gốc nè, nó ngã nó khô nên là bị mối. Thế này là mình trồng lại cái cây con đây. Cây con thì mới trồng rồi, nó cây trên này rồi. Cây nào nó chung bữa nay cũng bắt đầu trổ. Như bạn Giang Lê trên file nói mình bổ sung thêm bo, nhưng mà thực sự bây giờ đi phun thêm nó cũng, mình cũng không có công, mà bây giờ kiếm công ở nông thôn giờ làm nông nghiệp cũng vất vả lắm vì kêu công không ra. Công thì đa số họ đi bây giờ công họ không có chịu làm nông nữa đâu. Công ở nông thôn thì họ đi Sài Gòn nè, họ mai họ làm công ty, làm xí nghiệp, lương nó cũng cao, lương trung bình cứ 7-8 triệu trở lên, 10 mấy triệu. Nên, rồi còn những đàn ông mà mạnh khỏe thì họ ở nhà họ đi phù hộ, đi thợ xây á, công nó cũng cao, công nó từ 200-350 rồi không à. Nên là họ đâu có làm nông. Nông mình thì kêu nếu mà làm công bình thường thì 200. Còn công mà xịt phun thuốc rồi nó cao hơn. Công phát cỏ, đeo máy phát cỏ thì một ngày 300-350, trả cao hơn nữa. Thì mình làm nông mình làm lỗ, mà lỗ thì thôi chứ mình thà để đó, chứ mình lỗ mà ai làm lỗ, làm lời không làm thì thôi chứ. Đôi điều thì mênh mông nhưng mà thu nhập nó cũng chưa đâu ra đâu hết. Thu nhập nó cũng không đáng vì mình không chăm được, mình không chăm nhiều. Đây nếu mà có ai mà chuyên làm nông luôn mà chăm thì cũng thu nhập cũng cao lắm. Còn mình thì mình làm nghề bên điện tử, điện máy thôi. Nên là cứ hôm nào rảnh hoặc là hôm nào mà ở nhà khỏe quá thì mới đi. Còn hôm nào mà ở nhà mà mệt quá thì cũng làm biếng lên nồi lắm. Vì cái cây đây vừa rồi nó cũng bị mối nè, mà mình phun thuốc không kịp nè. Mối nó ăn ở dưới gốc đó, mình không biết đâu. Khi mà mình thấy lá vàng rồi á thì khi đó là mình biết ấy, thì là cái cây nó đã chết rồi. Cái cây đây năm ngoái mình một cây đây một mình nó là được vài chục ký đó. Nó là vài chục ký là mình nói tự hào, có khi nó một mình nó cả tạ hạt điều. Thu nhập nếu mà cái điều mình chăm sóc kỹ mà trúng cái cây mà nó giống nó tốt đó, thì thu nhập cũng cao đó. Các bạn cứ tính một cây điều mà nếu mà mình thu tầm chừng 30 ký thôi, không nhiều. Nếu vậy 30 ký 10 cây 3 tạ, 100 cây 3 tấn chù. Nếu mà tính vậy, ở đây mình có mấy nghìn cây thì biết tính biết bao nhiêu. Nhiều lắm. Của mình thì xuống tới hết cây hố đây thôi. Bên kia là của họ rồi, mà người ta thì không có cho mấy, nên là cỏ cây rồi nó phủ hết. Của mình là mình đây vừa rồi chính mình mới đi phát đây, nay nó xịt đây. Nhiều lắm. Cái đồi này hồi xưa họ bán cho mình là gần như cái rừng vậy, 20 triệu. Mình mua rồi hồi đó nhà đất đai không có, cũng chưa đi làm nghề nên là cũng phát dọn được miết, năm nào cũng phát dọn miết rồi. Giờ nó mới trồng
Hồi xưa chưa có đường đi đâu, phải gánh điều lên kìa. Cột mỗi hai cái giỏ xách hai đầu lấy cái cây quải gánh. Mỗi cái mỗi lần cắm như vậy nó lên được 20 hoặc 24 cái điều. Nặng lắm. Mà lên được tới đồi đây là trồng. Một ngày mình trồng đào cái hố, hồi đó đào cái hố nó to như hố cà. Mình đào tới trưa mà bỏ hơi to là được 20 đến 30 hố tùy hôm. Mà đào xong cái đó là ngồi nghỉ rồi về chứ không làm nổi. Miết tới bữa nay thì điều rồi nó cũng phát triển, cũng cho hoa rồi, mình cũng thu hoạch được nên là cũng vui. Cứ đi thăm điều mà bạn thấy điều mình nó như thế này, ai cũng thích. Giờ mình chỉ có dựa vào một yếu tố thời tiết một tí và mình chăm sóc nó, mình phun thuốc sâu. Rồi nếu các bạn có công thì phun cái loại đậu quả đó, thì những hạt non này nó đậu đủ hết, nó không bị rụng. Thôi tới đây thôi, chào các bạn.